Giờ lại chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Như đã hẹn thì cứ mỗi thứ hai, Nguyễn Khang lại gặp gỡ tất cả quý vị vào lúc 19 giờ 15 phút trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Bàn thực hiện. Chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Nguyễn Khang. Em tên là Quỳnh Lý và hiện đang là diễn viên không bị trói buộc. Không bị trói buộc, tức dạ, là diễn viên tự do. Dạ, tự do. Ai kêu gì làm đó. Dạ, dạ không, em cũng có gu anh nha. Em có chọn lọc anh nha. Ví dụ, em là diễn viên truyền hình, điện ảnh hay là sân khấu kịch? Dạ, hiện tại em đang làm ở sân khấu Edicap. Và bên cạnh đó thì em có quay điện ảnh. Anh nhớ rồi, em đóng trong Mua Bà Tú. Dạ, đúng rồi. Em đóng dàn trai đẹp mà ra nhảy đúng không? Dạ, đúng rồi. À, vâng. Chuồn đến mấy bạn. Chào quý vị khán giả, chào anh Nguyên Khang, mình là Linh Lan. Chị là đạo diễn nè em. Chị thấy mặt em rất là hợp với vai Nhiều Chuyện. Và Tiểu Tam. Tiểu Tam. Ủa, Tiểu Tam có luôn hả? Nam cũng làm Tiểu Tam được nữa chứ, hả? Được chứ anh. Đổi đội. Bây giờ em muốn đổi đội liền ngay bây giờ. Quá muộn rồi em à. Rõ ràng là đội chơi không có sự đoàn kết nhiều lắm. Đội nào mà thường không đoàn kết đội đó thắng đó. Dạ. Phát triển thấy mạnh bản thân. Rồi, thành viên thứ ba mời em. Chào anh Nguyên Khang, chào tất cả quý vị khán giả của chương trình. Em là Quốc Huy, hiện tại em là nhạc sĩ. Wow. Và em sáng tác bài gì Huy? Đầu năm nay em có một bài hát kết hợp với anh Ngô Kiến Huy là bài Lỗi Của Anh. Lỗi Của Anh, Lỗi Của Anh. Vâng. Đội của mình tên gì ha? Dạ, 12 triệu. Dạ. Cái tên nó lên mơ nói ước. Nói lên mục đích và mơ ước và nguyện vọng đến với chương trình này. Trời tuyệt vời ha. Ráng cố gắng nha, chứ để chút ngồi anh giới thiệu. Thưa quý vị, đội 12 triệu của chúng ta trở thành á quân nhận giải thưởng 9 triệu. Là nó kỳ. Thấy không? Qua bên đây làm quen. Chào tụi em. Chào anh. Bây giờ từng thành viên giới thiệu về mình mời em. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Quỳnh Lương và hiện tại công việc của em là model về hình chụp ảnh, nhưng mà em lại chụp ảnh lookbook. Người mẫu chụp ảnh lookbook hả? Vâng. Ngoài ra thì em có đang gọi là đá sân một chút chút qua diễn viên diễn xuất. Ok, mời thành viên thứ hai. Em tên là Mỹ Khôi, hiện tại đang là người mẫu và MC. Em mới lấn sân nhẹ sang lĩnh vực này thôi ạ. Tiềm năng nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành viên thứ ba, một người đã thi lần trước và đã đạt được ngôi vị á quân trong hai đội chơi. Mời em. Bây giờ các bạn hiểu không, cuộc sống mình là một cái sự trải nghiệm, đúng không? Mình đã trải nghiệm cái cảm giác mình thua cuộc rồi, và bây giờ nếu như mà mình trải nghiệm thêm một lần nữa thua nữa thì nếu thôi có lỡ thôi nó thành hiện thực thì cũng đâu có sao, không có đau nữa. Ủa vậy sao đi chơi không mặc đồ gì nó đỏ cho nó may mắn chứ? Không, cái nói chung là cái gu tụi em là mình chỉ cần nhìn mình hiểu thôi, mình thấu với nhau rồi. Chứ đôi khi cái sự mà nó pha tạp như cái rõ ràng bên kia thì đôi khi nó cũng không có là vấn đề. Không có bắt mắt được. Hiểu không? Em giới thiệu đôi nét về mình đi. Mỹ Khôi nè, rồi Quỳnh Lương nè, thì giờ em là Minh Ngọc. Đội bên đây tên gì? Tụi em là tên là Hay Sản. Hay Sản hả? Dạ thưa quý vị. Hay Sản bên vậy? Đây là đội 12 triệu và bên đây là đội Hay Sản. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng đến với vòng 1 với tên gọi Khuôn Miệng Điêu Luyện. Đây chính là cái dây này để làm một nhiệm vụ, đó là dùng miệng gấp cái kẹp như là phơi đồ vậy á, kẹp vô trong đây. Và trò chơi của chúng tôi trong thời gian 2 phút, đội nào của chúng ta kẹp được nhiều cái kẹp nhất sẽ giành được chiến thắng. Các bạn rõ chưa? Đây, chúng ta sẽ ngậm cái lấy cái tay kẹp vô, thấy không? Vậy ha. Trò này sẽ rất là khó nếu chúng ta dùng môi mà chúng ta sẽ phải dùng răng. Thấy chưa? Hay quá ha. Đó. Hay không? Chúng ta lưu ý là tất cả những cái kẹp này phải nối nhau thành một đường thẳng thì mới được tính. Chúng ta sẽ bắt đầu với hai người răng thiệt bước ra đây. Và bây giờ là cuộc đối đầu giữa nhạc sĩ và người mẫu. Ai sẽ là người giành chiến thắng? Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên anh Huy ơi, cố lên. Mặc dù bên kia là con gái nhưng mà không cần nhường đâu, không cần nhường nhịn gì đâu, anh Huy ơi, anh nhường quá rồi anh Huy. Đừng nhường nữa. Ráng lên em ơi. Cùng không Huy ơi. Hay quá. Chết rồi, chết. Đúng rồi, cố lên anh Huy ơi, cố lên anh Huy ơi. Cái chừng nó rớt hay cưng. Kẹp sâu sâu quá chị. Cố lên nha. Thấp nữa, ngửa ra luôn. Nó không quỳ luôn, quỳ luôn. Trời, bình tĩnh rồi. Miễn đường thẳng là được. Hay là kẹp lên trên được không? Hay là kẹp hai cái bình thường.
Ghê quá rồi nè. Được rồi. 15 giây, 15 nè, giây không, rồi. Không có chơi hù nha. 2, đủ rồi. Hết giờ. Đủ rồi. Thôi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả như sau. Đôi các bạn 12 triệu có được 3 cây kẹp. Vỗ tay. 3 kẹp. Vỗ tay. Bên đó sẽ có được 2 cây kẹp. Và chúng ta thuộc về 12 triệu. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của thành viên thứ hai. Xin mời. Và bây giờ đến phần thi của cả hai đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Rồi, rồi à. Ok. Tới luôn, tới luôn. Hay quá. Chính xác Mỹ Khôi ơi, tuyệt vời. Rồi, ok, buông ra. Đâu nè, đâu nè. Đúng rồi, đúng rồi đó. Chị bé ơi. Từ từ không sao Khôi, từ từ không sao Khôi ơi. Đầu to quá rồi. Ôi, nghe nhạc hay quá. Nghe nhạc hay quá. Hay quá. Ráng lên Cưng ơi. Em ơi cái thế đó nha. Rồi. Lấy nhét cho vừa không. Cẩn thận các bạn ơi, còn lại 30 giây. Đừng để rớt cái kẹp. Ráng cái này, ráng cái này. Hay quá, bạn nữ bao giờ cũng làm rất tốt. Ráng. Nhưng mà qua cái thứ tư phải cẩn thận. Hai, một, hết giờ. Chưa. Ủa sao hết giờ mà con kịp thời rớt hai cái kia luôn vậy? Em không nghĩ là sao nó vậy mà. Thưa quý vị, chàng trai đã rất cố gắng dùng tư thế đủ thế này, đủ thế kia, nhưng vẫn chưa gắn được nhiều kẹp. Và chúng ta chỉ có một kẹp duy nhất, trong khi bạn nữ được 4 cái. Chúc mừng cho bạn nữ của chúng ta được cộng 20 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với hai thành viên cuối cùng. Mời ra đây. Điểm của cả hai đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Cố lên anh ơi, cố lên anh ơi. Ấy, ấy. Vô. Rồi. Một mắc cài lại có 3 tháng. Chị không sao đâu nha, chị không có gì ngoài điều kiện đâu. Về thay mắc cài mới cũng được. Đúng rồi, ngửa cái mặt lên. Ngọc cánh mạnh vô ngọc. Ok, anh ơi. Hay quá anh ơi. Ráng nhìn vào khe hở anh. Ngọc nhìn rồi. Hay quá anh ơi. Đúng rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bỏ lên. Xuất sắc. Anh ơi, năm cải thắng quá anh ơi. Anh Khang ơi, anh Khang ơi. Trời ơi, dễ sợ thiệt. Minh Ngọc dễ sợ thiệt. Mình từ từ thôi. Còn 9 giây à. Trời ơi. Em tập sắc hả? 3, 2, 1, hết giờ. Yeah, xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả Minh Ngọc 6 và các bạn của đội 12 triệu 2. Minh Ngọc đã giành được chiến thắng, cộng được 20 điểm. Ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng đến với vòng tiếp theo của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Quý bà con thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với vòng 2 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao với tên gọi Ai dẻo hơn ai. Nhiệm vụ của hai đội chơi của chúng ta là sẽ thách đố thành viên còn lại bước ra rằng tôi có thể bước qua cái cây này với mức thấp hơn. À, đó mà, các bạn phải đi qua theo tư thế là ưỡn người qua chứ không có được bò. Tay không chạm đất, đùi hay đầu gối có thể chạm đất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của cả hai đội. Bây giờ ai sẽ là người thử thách trước? Chị tự nhiên giờ vô đây cái kêu giờ ai thách ai đâu. Gánh nha, nếu mà thua là gánh. Đi rồi, đi gánh nha. Chị Lan hả chị? Lan. Bây giờ em thách nha, em thách trước cho. Em muốn hạ xuống 3 nấc. Đồng ý. Rồi. 1, 2, 3. Wow. Dễ mà. Chị có muốn nữa không? Chơi luôn xuống luôn em, gì chứ lùn là chị không ai bàn kỳ hết em. Rồi, như vậy Linh Lan quyết định hạ xuống thêm một nấc nữa. Chơi gì chơi chứ lùn chị không sợ. Sao? Ai sẽ là người thử thách trước? Dạ vâng, xin mời mời chị. Xin mời đạo diễn Linh Lan bắt đầu. Đường qua. Đường qua. Đường qua, đúng rồi. Hạ xuống. Lan ơi, cố lên. Hay quá, thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi. Xin chúc mừng, đã qua. Rồi, hay quá. Bây giờ tới lượt anh làm. Dạ. Trời ơi, em ơi, cái này cái gì đâu. Cố lên anh ơi. Ủa bây giờ sao qua được vậy ta? Chị qua sao mình qua vậy?
Thả cái người thấp ra. Ai nữa rồi? Thua rồi. Thôi thua đi, thua đi. Thưa quý vị, trong phần thi này, Linh Lan với ưu thế về ngoại hình của mình đã giành được chiến thắng được cộng 20 điểm. Xin chúc mừng. Anh nhường chị thôi. Mình lùng cũng lợi quá ha. Bây giờ xin mời Huy ra đây. Anh Huy, thành viên tiếp theo, mời em ra đây. Để tạo thêm tính hấp dẫn, tôi sẽ giảm từ từ cột mốc xuống cho các bạn để thi đấu. Là khỏi thách, từ cùng nhau đi lên. Tự đi luôn. Chuẩn bị, đợt thi đầu tiên. Chắc thua. Mời Huy qua. Cố lên Huy ơi, dễ. Wow. Cái này nhà chơi hoài. Trời ơi. Nhà chơi đầy. Đây nè. Hay quá chị ơi. Ủa nhà điện tử luôn, chơi này. À, thấp người ta. Đứng thấp. Hồi nhỏ anh Huy có chơi mấy cái chơi này không? Nhà thấy chưa? Hay chưa? Đúng rồi, hơi lực. Quá. Rồi. Quá chậm á. Cái gì cái tay nha. Ôm đúng trời rồi. Ơi, hồi nhỏ chưa đẻ là mẹ anh Huy bẻ anh Huy ngược nè. Mới đẻ là bẻ liền. Quá. Hồi nãy hai chị em mình dễ. Tết. Nói lên chị ơi, dướng cái mũi, dướng cái mũi nè. Hay quá anh Huy ơi. Đội tuyển cũng nhảy thành phố. Nhảy cái thành phố nè, nhảy cái thành phố. Đừng quan tâm chị, đừng quan tâm. Nhảy cái thành phố, thấy chưa? Thấy nhảy cái thành phố chưa? Hay quá anh Huy ơi. 12 triệu. Đó. Rồi, nè, đào, kiểu vậy. Rồi, thấy chưa, rồi, ô trên này luôn. Ủa rồi, rồi đó. Trời ơi, đúng rồi. Rồi, hay quá. Thưa quý vị, như vậy, giành chiến thắng chính là các bạn của đội Thái Sản. Xin chúc mừng. Hay quá, rồi, hai thành viên còn lại, ra đây. Đợt đầu tiên của hai bạn, tôi đang đánh ở cột mốc khá hơi thấp. Rồi, chuẩn bị, vô. Ủa, chơi luôn hả anh? Chơi luôn. Mày một trước đi. Anh nhường em nha. Anh nhường á. Dễ. Đó, dễ lắm, dễ lắm. Dạ, tiếp luôn. Lấy xưa đi mua, lấy. Vô. Nhẹ thôi em ơi. Anh ơi, tại nói chưa? Thôi, đừng có nói nữa. Ừ, mất ngang, cái đó em thua đó. Ráng lên. Ráng người ra coi. Ráng lên Lý ơi. Ráng người ra coi. Mất rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mạnh lên rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Tiếp tục. Tiếp luôn Lý ơi. Hấp đó. Lết. Rồi, đưa đi. Rồi, cố lên, Rồi đó. Hay quá anh ơi, vô nè. Ngã luôn anh ơi, ngã luôn. Ngã ra. Ủa, tính là đối thủ luôn á. Không, có gì nó qua. Không được em ơi. Thưa quý vị, như vậy, đội giành chiến thắng chính là đội Hải Sản đã có đem được 20 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và như vậy, đội của các bạn đang bị dẫn trước là 40 điểm. Phải cố gắng lên nha. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 3 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Bản lĩnh ngôi sao với hai đội chơi 12 triệu và Hải Sản. Hai thành viên có chỉ số IQ cao hơn, thông thường là trưởng nhóm, sẽ đứng ở những vị trí điểm xuất phát A và B. Chúng tôi sẽ đọc câu hỏi, các bạn trả lời đúng sẽ bước lên một bước được cộng 10 điểm, trả lời sai sẽ bước lùi lại một bước. Nếu chúng ta hết 10 câu hỏi đang đứng ở ô nào thì các bạn sẽ được cộng thêm số điểm đó vào trong tổng điểm của mình. Hai thành viên còn lại có thể đứng kế bên để nhắc, nhưng thành viên chơi sẽ là người trả lời cuối cùng. Sẽ có một bộ đề dễ và một bộ đề khó. Đề dễ hơn sẽ thuộc về đội nào chơi nhiệt tình ít nói. Đội nào mà chơi nhiều, nói nhiều sẽ là đội đề còn lại. Đội này sẽ là đội đề số 2. Dạ, bên đây đội đề số 1. Dạ, mời hai bạn bước lên phía trước, chuẩn bị thi đấu. Câu hỏi dành cho em như sau. Cấu tạo cơ thể của côn trùng được chia làm mấy phần? Hết. Nghĩ đi, con côn trùng nó có mấy phần? Liên tưởng con côn trùng là con gì? Côn trùng 2 phần. 3 phần. Thưa quý vị, đáp án của em là 3 phần. Đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Thưa quý vị, và bây giờ là câu dành cho đội của các bạn. Sâu bướm trắng khi vừa mới sinh ra có màu gì? Hết. Trắng, đen. Sâu bướm trắng khi vừa mới sinh ra có màu gì? Đen, hết. Đen. Màu đen. Màu đen đó là đáp án chưa chính xác, màu vàng. Thua. Chưa. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Trắng thì đen, đen thì thua. Trong tác phẩm Nhớ rừng của Thế Lữ, tác giả có tả con hổ uống cái gì khi say? Hổ uống cái gì khi say nè? Trăng cái gì ấy? Uống gì?
Ánh Trăng. Ánh Trăng. Đó là một đáp án chính xác. Thưa quý vị, chính xác là phải là Ánh Trăng Tan. Cái câu đó như thế này. Trên Ánh Trăng Tan. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống đúng, ánh trăng tan. Chính xác, chúc mừng em bước lên một bước. Ôi, đúng đá. Trời ơi. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Đại Vương Ếch trong tác phẩm Vé Mèn Phiêu Lưu Ký có tên là gì? Hết. Đại Vương Ếch anh ơi, Vé Mèn Phiêu Lưu Ký á. Rồi ngu luôn. Em không có đọc. Nè, xong rồi đó. Đọc không nhớ. Đáp án chính xác. Ếch cơm. Trời. Và bây giờ câu hỏi dành cho bạn như sau. Hạt gì tinh kết biển trời, long lanh sắc nắng, mặn mòi lắm thay? Muối. Cát. Đúng rồi, muối. Đáp án chính xác là muối. Hạt muối đó là đáp án đúng. Xin mời các bạn bước lên một bước. Vậy là không có cái gì hết đó chị, bước lên luôn. Chị ơi, cái này là nó cho người ta cho em bước em ơi. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Hạt gì trong trắng ngoài xanh, mẹ vẫn để dành làm bánh đồ xôi? Hạt chia. Trong trắng ngoài xanh. Thôi đó, dễ mà. Hạt gì trong đậu xanh, trắng đậu xanh, đậu xanh. Hạt đậu xanh. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bước lên. Thôi trải nghiệm nha. Có gì vậy? Có gì vậy? Lương. Lương giống nhau à? Lương giống nhau à? Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Quốc hoa của Malaysia là hoa gì? Trời ơi, trời ơi. Em ơi, lỗi trời ơi. Tức lỗi bỏ đề luôn. Bỏ đề rồi. Tại sao? Không. Đáp án của chúng ta đó chính là hoa dâm bụt. Trời ơi. Bạn bước lùi lại một bước. Ngó sen của cây sen nằm ở đâu? Trời ơi. Ngó sen của cây sen nằm ở vị trí nào? Rừng bùn mà chẳng có đến mùi bùn nha, bước xuống nha. Rất rõ ràng luôn. Đáp án chính xác là nằm trong bùn. Thấy chưa? Rất tiếc, bước lùi lại một bước. Trong tiệc cưới, cô dâu chú rể bắt tay khách tổng cộng 48 lần. Hỏi có bao nhiêu người tham dự buổi tiệc? Biết rằng số khách được chia đều cho cô dâu và chú rể bắt tay hết. 48 x 2. 24. 56. 106. Thưa quý vị, đó chính là 26. 48. Chúng ta chia 2 ra là 24. Và tính thêm cô dâu chú rể nữa là 26. Rất tiếc, bước lùi lại một bước. Câu hỏi của bạn thiên về đố mèo. Con gì thân cá, mắt cá, đuôi cá nhưng không gọi là cá? Khôn. Khôn. Con khô hay còn gọi là con mắm. Đó là đáp án chính xác. Mời bạn bước lên. Anh ơi, khô là khô. Câu hỏi của bạn như sau. Giống chó nào dùng để kéo xe trượt tuyết? Trời ơi. Sỏi. Trời ơi, tức quá. Nói lại chưa. Husky hay gọi là Husky Siberia. Và bây giờ câu hỏi dành cho bạn như sau. Tại sao thung lũng chết lại có tên như vậy? Kỳ quá hả? Tại vì nó không có sống. Xong rồi. Thung lũng nha. Tại sao lũng chết tên vậy? Ở đâu có ai sống ở đó đâu. Tại vì nhiệt độ ở đó rất nóng nên không có thứ gì sống được ở đó, cho nên gọi là thung lũng chết. Em may quá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Điệu nhảy tango xuất xứ từ nước nào? Trời ơi. Không phải. Trời ơi, tức đó chưa? Argentina. Câu hỏi dành cho bạn. Quốc hoa của nước Ý là gì? Hết chưa? Quốc hoa của nước Ý. Không biết rồi. Quốc hoa của nước Ý à? Đúng rồi. Chính xác liền. Không biết. Vì Ý anh. Đó chính là hoa lá kèn. Rất tiếc. Mời câu hỏi dành cho bạn. MV Anh nhà ở đâu thế của Emmy được quay ở đâu? Hết. Đà Lạt. Chính xác. Bước lên một bước. Câu hỏi này, vì yêu cứ đâm đầu của ca sĩ Min được quay ở đâu? Hết. Anh Huy nè, một cái người nhạc sĩ mà rất là chuyên nghiệp nè. Nhật Bản. Đó là một đáp án chính xác. Đúng là một bước. Nhạc sĩ. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Vì sao loài voi rất thích tắm bùn? Wow. What? Cho đúng, bước lên một bước. Vì trong loại bùn có tác dụng như là kem chống nắng, có thể giúp cho nó tránh nóng. Câu mời đi. Bây giờ câu hỏi các bạn liên quan đến động vật có vú. Hà mã là loài động vật rất to và là loài động vật có vú sống trên cạn có kích thước lớn thứ mấy ở động vật? Lớn thứ hai. Trên cạn có một số loài động vật rất lớn nha. Trên thứ hai. Hà mã là lớn thứ mấy? Thứ hai. Tê giác hà mã tương đương nhau nha. Tê giác hà mã tương đương nhau. Đáp án chưa chính xác, ở thứ ba.
to nhất là con voi, sau đó là con tê giác trắng, trời, và cuối cùng là con hà mã. Câu hỏi dành cho bạn có liên quan đến loài hoa. Loài hoa nào là đề tài chính trong các bức tranh của danh họa Van Gogh? Em, cái hoa đó, bữa mình coi nhau không? Hoa đó, hoa ly đi. Đó là đáp án chưa chính xác. Hoa hướng dương, bước lùi là một bước. Đó, đó, thì cái hoa đó. Câu hỏi như sau: thành phần hóa học chủ yếu của tro bếp là nguyên tố nào? Hết. Phốt pho. Sai. Đó là một đáp án chưa chính xác. Đó chính là kali. Vâng. Thưa quý vị, và như vậy, thường kết thúc những câu hỏi. Đội của các bạn hay sản đứng ở vị trí số 10 nên được cộng thêm 10 điểm nữa. Tổng điểm là 140 điểm. Đội của chúng ta có 70 điểm. Đó là kết quả của đội 12 điểm. Hãy cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy được sự nỗ lực rất lớn của các bạn đội chơi 12 triệu. Nhiều lắm các bạn à, thì rất tốt luôn, nỗ lực các vòng luôn. Tuy nhiên các bạn ấy đã đạt được ngôi vị á quân và nhận được giải thưởng là 9 triệu. Đội 12 triệu nhận được 9 triệu nha thưa quý vị. Dạ. 9 triệu. Dạ, đội hay sản, đúng là sản thật, tới phút cuối cùng đã vươn lên và giành được chiến thắng. Các bạn đã có được giải nhất. Và cuối cùng thì Lê Minh Ngọc đã đổi đời từ một người trước đó đã không giành được chiến thắng của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao đi thi lại nhờ sự giúp sức của hai cô gái đã vươn lên và nhận được giải quán quân trị giá 12 triệu đồng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình chúng tôi. Và đừng quên sẽ được phát sóng vào lúc 19:15 mỗi tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Bàn thực hiện. Và đừng quên hãy bật TV vào tuần sau để đón theo dõi chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Chào các em. Dạ chào anh ạ. Vâng, đội của mình tên gì? Dạ đội của em sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng ạ. Anh có thấy bàn bạc gì đâu? Dạ bàn bạc ngầm. Có sự bàn bạc, bạc ngầm ạ. Ngầm, ok. Thông qua ánh mắt, thông qua từng cử chỉ. Hay quá. Rồi bây giờ hai ba đứa cùng nói chung danh nè. Cái tên nha. 1, 2, 3. Rồi rõ ràng họ không thể hiểu nhau. Họ bảo họ nhìn vào mắt nhau, họ có thể nói được cái tên, nhưng mà không hề được, đúng không? Rồi thử lại lần nữa nè. 1, 2, 3.